lắp ráp 5 thùng máy bộ văn phòng, tác vụ không cần đến kẹo đồ họa. Với CPU lên vàng là AMD Ryzen 5 5600G, một con chip đáng để đầu tư trong phân khúc tìm mua CPU cho bộ máy văn phòng, thu ngân lễ tân kế toán, nhập liệu bán hàng, đồng thời chơi được game giải trí nhẹ mà không cần đến kẹo đồ họa. Cảm ơn mọi người vì đã lại theo dõi cùng em. AMD Ryzen 5 5600G mang trong mình 6 nhân 12 luồng xử lý, xung nhịp lên tới 4.4 GHz, sở hữu kẹo đồ họa tích hợp trong mình là Vega 7, chọn lựa lên vàng cùng mã mainboard socket A14 B550M và bộ nhớ RAM dòng DDR4. Linh kiện kế tiếp là một ổ cứng. Riêng ở dàn này, khách chọn SSD với dung lượng 500GB và một bộ nguồn máy tính với công suất thực 750W theo đúng cấu hình trước đó đã build. Nếu nhu cầu anh chị về sau không cần gắn cạc thì chỉ cần chọn nguồn có công suất thực độ 550W là gánh được ổn thỏa dàn trên. Linh kiện sau cùng em xin khoe cùng anh chị là mẫu vỏ case máy tính Infinity Shoko với ngoại hình nhỏ gọn, thanh lịch, thiết kế mặt hông dạng cửa kính bản lề, không cần tốn sức vặn mở bốn ốc cũng như thuận tiện tháo lắp vệ sinh. Thùng làm từ chất liệu thép, nhựa và kính cường lực, hỗ trợ gắn tải nhiệt khí tối đa dưới 160mm, hỗ trợ gắn cạc màn hình độ dài tối đa là 280. Thùng máy lắp vừa Foreman MATX với giá bán riêng thùng là 480 cành, tặng kèm một fan tản nhiệt có LED 12cm.